Gia Lâm trân trọng kính chào quý khán thính giả Nét Việt. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, không còn bao nhiêu ngày nữa là đến mùa xuân. Và thưa quý vị, những người Việt sau khi bỏ nước ra đi đến nay đã 44 năm. Tuy nhiên, nhìn nhiều quê hương, nhưng chúng ta đã biết rằng rất nhiều người đã từng đổ xương máu bảo vệ miền Nam Việt Nam. Những thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn ở lại trong nước, họ sống lay lắt, họ bán vé số, họ lê lết bên cuộc đời trong cái sự cai trị khắc nghiệt và phân biệt của cộng sản. Cái điều này đã chứng minh, như chúng ta đã thấy rằng, nhiều thương phía binh đã được cái sự trợ giúp khắp nơi nhưng luôn bị cộng sản đe dọa. Mà những hình ảnh cụ thể nhất chúng ta gần đây chúng ta đã thấy là như các cha ở nhà thần chú Cứu Thế khi đi đến tận nơi những cái tỉnh như Cà Mau, Điều Dân để mà phát quà thì tương đối là ổn, nhưng mà đến Mỹ Tho thì bị việc ngăn chặn đủ thứ. Và tin mới nhất chúng ta đã biết rằng như anh Cao Hà Trực là một người ở cái vườn rau Độc Hưng đã bị đập phá cái vườn Độc Hưng. Không riêng đồng bào ở vườn rau Độc Hưng mà ngay cả những cái nhà cho thương phía binh mà nhà thần chú Cứu Thế đã làm cũng bị đập phá. Vì vậy cho nên thưa quý vị, hôm nay những người cựu quân nhân của thành phố San Jose, Liên hội cựu quân nhân vân vân phối hợp với hội HO, thưa quý vị, có một cái chương trình đại dịch hội gọi là Xuân Nhớ Người Thương Binh. Cái chương trình đó mục đích ý nghĩa là cái gì và mong mỏi điều gì? Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa người Lữ và các cựu quân nhân, anh quân Lê Văn Hải, anh Hành Chánh Tài Chánh, Trần Chánh Tùy và anh quân Lục Chiến Phát Kiên. Trước hết người Lữ chào các anh và mời Hải gửi lời chào và mời các anh gửi lời chào quý khán giả Đài Nét Việt. Dạ, tôi là Lê Văn Hải, xin kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình Nét Việt. Chào anh Lê Lữ, chào Nhân Trường Tùy và Nhân Trường Phát Kiên. Dạ, tôi là Trần Chánh Tùy, là tổng thư ký của cái chương trình Đại Nhạc Hội Xuân Nhớ Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose. Xin được kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của đài Nét Việt TV. Chào anh Nghe Lữ và chào tất cả các anh. Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Nét Việt Television. Kính chào Nghe Lữ, phóng viên trực tiếp cho các buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính chào anh Lê Văn Hải và anh Trần Chánh Tùy và tôi Mũ Xanh Bắc Kiên. Chúng tôi là những thành viên trong ban tổ chức. Thì chỉ còn một thời gian rất ngắn, sắp đến cái ngày khai mạc chương trình văn nghệ cho cái Xuân Nhớ Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin được hân hạnh kính chào quý vị. Dạ vâng, chào anh Lê Văn Hải. Tôi được biết được rằng anh cũng là phó ban tổ chức của cái chương trình Đại Nhạc Hội Xuân Nhớ Người Thương Binh này. Thì thưa anh có thể cho mọi người biết rằng cái mục đích ý nghĩa và qua những buổi họp thì cái điều gì thuận lợi và cái điều gì mà với tư cách là ban tổ chức anh muốn có những cái lời với đồng bào đang theo chương trình, thưa anh? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Lê Lữ. Kính thưa tất cả quý vị, đó là chắc quý vị đều biết, đó là thời điểm 75 thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa gọi bằng phe thua cuộc chiến, và kính thưa quý vị, phe bên thắng đã không có một cái hành động quân tử. Họ trả thù tất cả những quân lực, những người lính của Việt Nam Cộng Hòa, không phải nói, đó là bỏ tù, trại cải tạo. Riêng những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn thê thảm rất là nhiều lần. Họ vừa vô thì tất cả các thương phế binh ở trong những quân y viện đều bị đuổi ra ngoài, coi như lê lết. Và từ đó cho tới bây giờ, kính thưa quý vị, đó là 44 năm. Những người thương phế binh, họ là những cái thành phần coi như là đáy của xã hội. Họ bị trả thù, coi như là không làm một cái được gì. Và
thưa quý vị, còn tàn tệ hơn nữa, đó là tất cả những chuyện cứu giúp thì hầu như là chính quyền coi giống như là không nói nhưng mà cấm. Đây là những cái hình ảnh rất là thê thảm, rất là tội nghiệp. Thì anh em của chúng tôi, kính thưa tất cả quý vị, đây là một cái tình đồng đội, huynh đệ chí binh, sống chết có nhau. Nên tất cả những hội đoàn nào làm về vấn đề cứu giúp thương phế binh thì anh em của quân đội của chúng tôi cố gắng tham gia để hy vọng một phần nào để xoa dịu cái nỗi đau thương. Đó là cái mục đích. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trên tay Kỳ Lực đang cầm cái tờ flyer của cái đại hội xuân nhớ người thương binh. Đọc những câu này mà chúng tôi cảm thấy rất là xót xa, và cho tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng như anh Phát Kim là một cựu quân nhân trong cuộc chiến, trực tiếp chiến đấu với cộng sản, chắc anh sẽ có những cái suy nghĩ, và tôi được biết rằng anh cũng làm ban vận động. Thì cái câu như thế này thưa quý vị: hải ngoại không quên tình chiến sĩ và đồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh. Thì chắc chắn rằng anh Phát Kim đã trải qua những cái năm tháng chiến đấu trực diện với cộng sản, chắc chắn rằng đã chứng kiến những cái cảnh đồng đội có đã ngã xuống, và chắc chắn giờ phút này ngay trong cơ hội thu lục chiến của anh chắc chắn cũng vẫn còn những cựu quân nhân là thương phế binh còn ở trong nước. Vì vậy cho nên tôi thấy anh đã tích cực nằm ở trong cái ban vận động. Thì thưa anh, có cái điều gì anh cần muốn nói, và anh cho biết được rằng anh đã vận động như thế nào, anh suy nghĩ như thế nào khi mà anh tham gia chương trình này, thưa anh Bắc Kinh? Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa anh Nghe Lớn, là một người lính thi quân lục chiến, hầu như những người lính thi quân lục chiến chúng tôi có một cái niềm tự hào, và có lẽ mọi người lính thi quân lục chiến cho đến giờ phút này vẫn còn tự hào về những chiến công của Thái chiến Cổ Thành Quảng Trị 1972. Trong đó hai binh chủng thiệt hại nặng nhất, thương binh và liệt sĩ nhiều nhất. Chưa có một cái cuộc chiến nào mà cái giá phải trả của hai đơn vị, hai binh chủng chúng tôi với một cái giá như vậy. Có thể nói rằng là nếu so với các đơn vị khác thì có lẽ những đơn vị đó sẽ không còn có thể đứng dậy để mà tiếp tục cuộc chiến. Thành thật mà nói, trong cuộc chiến tái chính của thành Quảng Trị, sở dĩ mà quân sư đoàn nghỉ dù trao lại cho thương lục chiến tại vì không còn quân để bổ sung là vùng một chiến thuật. Tại vì dầu sao các binh sĩ nghỉ dù cũng phải là những binh chủng được huấn luyện kỹ hơn về vấn đề kỹ thuật nghỉ dù, cho nên không thể bổ sung quân số để mà ấy. Như vậy chúng ta muốn, tôi muốn nói đến cái sự thiệt hại, cái sự tan tóc và những cái thương binh đó đã không bổ sung quân số kịp, tức là cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Có những đêm, hàng ngày, từ bộ tư lệnh chúng tôi, 200 tân binh tập trung về bộ tư lệnh và đưa ra phi trường hàng ngày, hàng đêm như vậy. Và sau đó, hai chiếc C-130 sau khi đưa các tân binh nó đến nơi, lại là hai C-130 đó đưa anh em thương binh về. Vâng, thưa quý vị, như anh Phát Kim vừa nói, chúng ta đã thấy rằng với cái cuộc chiến thảm khốc, mặc dù rằng cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa chủ yếu ngăn chặn cái làn sóng đỏ xâm lăng, nhưng mà cái thiệt hại vừa Việt Nam Cộng Hòa vừa Bắc Việt rất là kinh khủng, thưa quý vị. Và vì vậy cho nên chúng ta được biết rằng cái số thương binh mà ở trong nước, thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn trong nước 10,000, thưa quý vị. Và tôi cũng được biết rằng trong 2 năm vừa qua thì cũng đã có khoảng 3-4 ngàn người đã vĩnh viễn ra đi. Vì vậy cho nên chúng ta không còn thời gian nhiều để đền ơn đáp nghĩa. Và vì vậy cho nên hôm nay, mặc dù rằng trong cái thời điểm rất là chật cứng những cái event xuân, nhưng mà một chút quà bày tỏ tấm lòng đối với lại những người còn trong nước, thì thành phố San Jose đã phối hợp với hội HO để mà rất là vội để tổ chức cái đại hội xuân để nhớ người thương binh. Thì cái hoạt động đó được tổ chức như thế nào, và
Chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình, chúng sẽ tiếp tục ở trong phần 2 của chương trình để những thành viên trong ban tổ chức, từ anh Trần Chánh Tùy là một sĩ quan hành chính tài chính, anh suy nghĩ trăn trở như thế nào để có được số thu nhiều nhất mà có được cho gửi về trong nước. Rồi thì anh Lê Văn Hải với cái tư cách là phó tổ chức phải suy nghĩ làm như thế nào để mà đạt được cái hiệu quả cao, phối hợp tất cả các đơn vị, đặc biệt là anh là một thành viên trong Liên hội Cựu nhân tại đây, thưa quý vị. Và mời quý vị vẫn giữ cái làn sóng truyền hình, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau những cái phần quảng cáo. Vâng, trân trọng kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình. Như người đã nói, trong cái hoạt động cứu trợ thương binh ở đây, tất cả mỗi người đến với lại cái tổ chức đều bằng cái tinh thần tri ân những người đã đổ xương máu cho Việt Nam. Vì vậy cho nên thưa quý vị, để có được cái kết quả tốt nhất thì chắc chắn một điều rằng cái hành chính tài chính nó đã quen trong cái việc đó là quản lý tiền nông, phân biệt thu chi vân vân. Thì và đồng thời anh cũng hiểu được rằng làm như thế nào để có được cái số chi nhất. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin anh Tùy với tư cách là phụ trách về cái vấn đề bằng tổng thư ký đó, thì thưa anh có thể cho biết rằng những ngày qua đã họp được cái gì và nội dung chương trình như thế nào và điều gì anh muốn kêu gọi với đồng bào, thưa anh? Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của anh Nghe Lữ. Kính thưa toàn thể quý vị khán giả của đài Net Việt, trên tay tôi có cầm cái tờ flyer, thì chắc đến ngày hôm nay quý vị cũng đã nhìn thấy nhiều nơi, nhiều chỗ có những tờ poster và những cái flyer như thế này. Thì tôi cũng xin phép rất nhanh để xin thông báo lại cùng toàn thể quý vị, vì ngày hôm nay đến ngày tổ chức thì chúng ta chỉ còn được khoảng nửa tháng nữa. Ngày tổ chức cho Đại Nhạc Hội Xuân Nhớ Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tại San Jose sẽ được tổ chức từ 1 giờ chiều cho đến 6 giờ ngày Chủ nhật 5 Tây tháng 1 năm 2020. Và địa điểm tổ chức là tại Center for the Performing Arts, số 255 đường Almaden Boulevard, San Jose 95133. Chương trình này sẽ được trực tiếp truyền hình trên một số các đài Việt ngữ ở Nam Cali cũng như là ở Bắc Cali, có như là một số các cơ quan truyền thông sẽ trực tiếp giúp cho ban tổ chức chúng tôi để phổ biến tới toàn thể quý vị nếu mà không có điều kiện để đến tham dự được. Hiện bây giờ thì tôi cũng xin thưa là cái vấn đề tổ chức này thì chính á, lực lượng chính là nhóm ban tổ chức, tất cả các hộ đoàn đoàn thể ở tại San Jose và vùng Bắc San Jose của chúng ta. Tuy nhiên cái phần chính yếu là Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Do đó tất cả những cái chi phiếu mà quý vị từ trước đến hiện bây giờ chúng tôi đã thông báo, cũng như là từ bây giờ trở về sau này, nếu quý vị có yểm trợ, có muốn yểm trợ cho hội thì xin ghi trong cái chi phiếu là Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Cái phần memo ở dưới là Bắc Cali, và gửi về địa chỉ là PO Box 25554 ở Santa Ana, California 92799. Kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi phải nói rõ cái điểm này thì có nghĩa là để cho quý vị có một cái sự tin tưởng, tất cả những tiền bạc quý vị gửi về Bắc Cali chúng tôi chỉ theo dõi, nhưng chúng tôi không có trực tiếp để mà điều hành cái vấn đề tiền này. Tiền này sẽ được giao về cho hội HO ở dưới Nam Cali do bà Thanh Thủy hiện bây giờ là hội trưởng thay thế cho cố trung tá Hạnh Nhân. Thì cái phần này ở đây chúng tôi chỉ theo dõi về vấn đề thu chi trên mặt giấy tờ, nhưng thực tế tất cả những tiền
là sẽ được gửi về dưới kia, chúng tôi không quản lý tiền bạc trên này, để quý vị yên tâm chứ không có rồi nói là tiền bạc cứ gửi về đây rồi bắt Cali anh em ở đây có thể là mình xin lỗi dùng cái từ là tự tung tự tác, tiền vô muốn làm gì làm thì đó, để tránh ra cái điều tiếng đó thì tiền gửi vào bên kia nhưng mà chi phí ở trên này chúng tôi theo dõi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cũng xin báo cho quý vị một lần nữa, tại vì đôi lúc đó, có những nhìn thấy cái hình như thế này nhưng quý vị không có theo dõi được số ca sĩ, tôi xin thông báo lại tên của các ca sĩ để quý vị yên tâm là thấy là chương trình này nó rất là tổ chức, rất là chặt chẽ, rất là lớn quy mô chứ không phải là làm một cách hời hợt. Ca sĩ thì gồm có Lệ Thu, bác sĩ Bích Điên, ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Y Phương, ca sĩ Trần Thái Hòa, ca sĩ Gia Huy, ca sĩ Lê Quốc Tuấn, ca sĩ Phương Hồng Quế, ca sĩ Đặng Thế Luân, ca sĩ Philip Huy, ca sĩ Hoàng Anh Thư, ca sĩ Trang Thanh Lan, ca sĩ Đăng Vũ và một số ca sĩ ở địa phương như ca sĩ Thùy Nga, Vivian Huỳnh, thêm ca sĩ ở Nam Cali là Dịch Thanh Thanh, ở Bắc Cali có Thu Nga, Bích Vân, Đồng Thảo. Đây là tất cả những ca sĩ mà chúng tôi đã cố gắng trong ban tổ chức phối hợp với hội ác ô cứu trợ ở Nam Cali để mời họ. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng xin thưa như lời anh Nghe Lữ nói, trong vấn đề tổ chức thì cái mục đích là để tìm ra, kiếm ra được một số tiền để gửi về yểm trợ cho anh em thương phái binh đang khốn khổ ở quê nhà cái mùa xuân năm nay. Vâng, kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết đó, nhiều khi một cái chương trình cũng vẫn tổ chức tại Center for the Performing Arts, quý vị đã biết đó, nhiều khi có một hai ca sĩ thôi mà giá vé cả trăm đồng. Mà ở đây đó, như là anh Tùy anh vừa nói đó, thì quý vị thấy là bao nhiêu ca sĩ đó mà giá vé đồng hạng là 25 đồng. Thì chúng tôi rất mong quý vị thứ nhất là đến để mà bày tỏ cái lòng của mình đối với thương phái binh, mà cái thứ hai cũng là một cái bữa thưởng thức văn nghệ từ 1 giờ đến 6 giờ chiều thưa quý vị, với rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đã có mặt ở đó. Tuy nhiên thì cái địa điểm bán vé, ngoài ra thưa quý vị, cái chuyện quan trọng nữa đó là như anh Tùy có nói đó, là chương trình sẽ được trực tiếp truyền hình qua các đài như là GSVN24, Việt TV và các đài Việt ngữ. Và hơn nữa tôi được biết được rằng còn có vấn đề kêu gọi, gọi phone vào. Thì nếu quý vị không ở San Jose mà ở bất cứ một tiểu bang nào, thì với cái tấm lòng đóng góp cho thương binh trong mùa xuân năm nay, quý vị có thể gọi phone vào. Và cái cách gọi phone như thế nào thì tôi nghĩ rằng ban tổ chức sẽ có những cái thông báo để gọi phone như thế nào để mà có thể đóng góp. Rồi thì các địa điểm bán vé hôm nay, nếu quý vị chưa có vé thì chúng tôi nhắc lại là quý vị hãy liên lạc với những cái địa điểm bán vé như sau: ở Kim Loan Healthcare 1111 Story Road, ở Hương Gia Music 1816 Tully Road, ở Diễn Tiến Travel Agency là 2549 South King Road, ở Khải Hoàng 1 là 2857 Center Road, ở Khải Hoàng 6 là 2443 Elvin, vân vân thưa quý vị. Và chúng đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa, quý vị không tham dự được thì có thể gửi chi phiếu mà quý vị theo dõi trên màn hình, chúng tôi sẽ ghi chi phiếu, gửi địa chỉ nào và memo để cái gì vân vân. Thưa quý anh, mời anh Kim để nói những cái lời kêu gọi thưa anh để chúng ta chấm dứt chương trình. Thưa bạn, kính chào quý khán thính giả của chương trình nhạc này. Kính thưa quý đồng hương, xuân lại về, những anh em của chúng ta, những số phận nghiệt ngã trong cái cuộc chiến vừa qua, giờ này anh em đang trông chờ những cái món quà nho nhỏ của chúng ta từ hải ngoại gửi về, như bao nhiêu năm nay chúng ta đã thực hiện. Sau khi cố trung tá Nguyễn Nhân mất thì bàn giao lại cho bà Nguyễn Thanh Tủy, thì đã có một số các vấn đề về sức khỏe và về các vấn đề trong cái khâu tổ chức của người mới. Vì thế cho nên đến ngày hôm nay chúng tôi mới thực hiện cái chương trình này trong một thời gian gấp rút nhất, để cố gắng làm sao để anh em tiếp tục được những phần quà nhỏ nhoi của mình, xem như mang lại một chút quà mùa xuân cho anh em. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý đồng hương, xin tôi, một người lính mũ xanh, chúng tôi có một cái chương trình để hỗ trợ cho anh em mũ xanh của chúng tôi. Nhưng đứng trước một cái tình chiến hữu, tình đồng đội, không bỏ anh em, không bỏ đồng đội,
chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương cố gắng giúp cho những anh em thương phê binh trong những thời gian còn lại của cuộc đời. Họ là những người hy sinh trong cuộc và thiệt thòi nhất trong cuộc chiến vừa qua. Xin đừng để cho họ thất vọng về chúng ta. Xin được cho chúng tôi được làm tròn nhiệm vụ đối với đồng đội của chúng tôi. Dạ nếu vâng. Không có sự tham dự của quý đồng bào, quý đồng hương. Dạ vâng, thì chúng tôi nhắc một lần nữa. Quý vị đến được với đại hội để có được cái hình ảnh là tất cả chung tay thì rất là vui. Nhưng nếu quý vị không đến được thì xin quý vị hãy ghi những chi phí để bảo trợ. Bởi vì chúng tôi rất cần mọi người bày tỏ cái tình của mình đối với những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống lay lắt trong những ngày cuối đời còn ở trong nước. Thưa quý vị, mời các anh gửi lời chào các khán giả. Các anh. Tôi xin giống như Đình Trường Bách Kiên vừa trình bày, tôi xin kêu gọi đây là một cái món nợ ân tình, chúng ta cùng chung nhau để chúng ta xoa dịu cái món nợ ân tình của những người đã hy sinh trong cái cuộc chiến. Xin cảm ơn. Và tôi Trần Chánh Tùy xin được gửi lời cảm ơn anh Nghi Lữ và đài Nét Việt đã cho chúng tôi có cơ hội lên đây để trình bày cùng tất cả quý vị khán giả. Tôi xin thành thật cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái phần nói chuyện của chúng tôi. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin quý vị cố gắng nhín ra một ít thời giờ, một ít tiền bạc để đến tham dự. Hoặc là nếu không thì như anh Gà Lữ nói, để gửi chi phiếu để yểm trợ cho thương phế binh để cho anh em được cấm lòng trong mùa xuân năm nay. Xin thành thật cảm ơn. Tôi Hùng Sanh Phát Kiên một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân, quý dân nhân đã yểm trợ đóng góp, đã và đang đóng góp trong cái chương trình Xuân Nhớ Người Thương Binh vừa qua và đang thực hiện. Ước mong rằng sẽ nhận được thêm những sự đóng góp của quý vị từ khắp nơi gửi về sau khi tham dự chương trình này sẽ được phổ biến trong ngày hôm đó, ngày 5 tháng Giêng năm 2020. Xin ngỏ lời cảm ơn trước đối với quý vị. Xin kính chào.